Sáng ngày 12 tháng 4 tại trường Trung học phổ thông Thái Phiên, trong khuôn khổ ngày hội STEM cấp thành phố năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Nam Hà quận Kiến An thực hiện thành công bài dạy STEM môn khoa học tự nhiên 6 bài 20 Sự lớn lên và sinh sản của tế bào tham dự có lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo lãnh đạo chuyên viên vụ giáo dục trung học bộ giáo dục và đào tạo phòng giáo dục trung học sở giáo dục và đào tạo một số tỉnh thành phố giảng viên chuyên gia giáo dục stem trường đại học sư phạm hà nội ban giám đốc lãnh đạo phòng ban chuyên môn nghiệp vụ sở giáo dục và đào tạo thành phố lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo giáo viên dạy môn sinh học cấp trung học cơ sở các quận huyện với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng trong thời gian 45 phút, cô giáo Hoàng Thị Loan và các em học sinh lớp 6A1, 6A5 trường Trung học cơ sở Nam Hà đã mang đến tiết dạy ấn tượng. Tiết dạy gồm 5 hoạt động: khởi động, chế tạo sản phẩm, chia sẻ thảo luận với sản phẩm mô hình sự lớn lên và sinh sản của tế bào, chia sẻ thảo luận các sản phẩm với mô hình trồng cây gieo hạt, vận dụng thực tiễn tham gia hoạt động chia sẻ thảo luận với sản phẩm mô hình sự lớn lên và sinh sản của tế bào chia sẻ thảo luận các sản phẩm với mô hình trồng cây gieo hạt các em học sinh được chia theo nhóm ớt chuông cải mầm giá đỗ báo cáo thứ tự hoàn thành mô hình sự lớn lên sinh sản của tế bào và trồng cây gieo hạt Cô giáo Hoàng Thị Loan tổ chức hoạt động trò chơi sử dụng các tình huống để hình thành các kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động phát hiện vấn đề, thảo luận và phản biện, đồng thời vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong các môn học khác như toán, công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học. Qua đó giúp học sinh củng cố lại các kiến thức cơ bản về quá trình lớn lên của tế bào, quá trình sinh sản của tế bào, ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào, đồng thời phát triển cho học sinh kỹ năng tự học và giao tiếp, hợp tác thông qua tổ chức và hướng dẫn hoạt động nhóm trong dự án STEM. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là một trong những giải pháp quan trọng trong việc triển khai chỉ thị số 08 ngày 11 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn quận phòng giáo dục và đào tạo quận các trường trung học cơ sở và các trường tiểu học thuộc quận chú trọng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức khuyến khích tinh thần tự đọc tự học tạo cơ sở để người học cập nhật trí thức kỹ năng phát triển năng lực hoàn thiện bản thân cùng với đó thực hiện đổi mới việc dạy và học môn đạo đức, môn giáo dục công dân, sinh hoạt đoàn đội, xây dựng văn hóa học đường được gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy tinh thần thi đua học tập rèn luyện, ước mơ hoài bão, ý chí khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, giáo dục cho học sinh hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có ý thức tiếp thu gìn giữ những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của con người kiến an hải phòng của dân tộc việt nam mặt khác tăng cường công tác giáo dục kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học trong các cơ sở giáo dục đào tạo với mục tiêu bảo đảm giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực hài hòa đức trí thể mỹ